cây giống Na Thái. Na Thái là giống có xuất xứ từ Thái Lan. Đặc điểm của nó thì nó là loại na cho nên nó cũng tương tự như na Việt Nam. Chỉ có những đặc điểm khác nhau như là trái nó to hơn, ít hạt hơn và lá cũng to hơn. Đây là Na Thái của công ty trách nhiệm hữu hạn Thế Giới Cây Giống. Bên cạnh những cái ưu điểm đó thì nó có một khuyết điểm hơn so với na Việt Nam, đó là ít trái hơn. Na Việt Nam ở vùng Tây Ninh, người ta trồng và trái thường thường phải cắt bỏ bớt, bởi vì trái nó quá nhiều thì trái không to. Nhưng mà Na Thái thì trái không có được nhiều như vậy, và trái thì nó to hơn rất nhiều.